Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm nay được tổ chức từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 đến ngày 1 tháng 1 năm 2022 trên phạm vi toàn quốc nhằm hỗ trợ doanh nghiệp triển khai đa dạng các hình thức khuyến mại trên quy mô lớn với mức giảm giá sâu, cung cấp các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đảm bảo chất lượng, phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng, khách du lịch trong nước và quốc tế. Tháng khuyến mại tập trung quốc gia lần đầu tiên được tổ chức năm 2020 đã thu hút được đông đảo sự tham gia hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp với hơn 27.450 chương trình khuyến mại. Trong đó có gần 1.000 chương trình khuyến mại với mức khuyến mại từ 80 đến 100%, có 1.100 chương trình khuyến mại với hạn mức khuyến mại từ 60 đến 79% và khoảng 2.500 chương trình khuyến mại với hạn mức khuyến mại từ 50 đến 69%. Thông qua các hoạt động khuyến mại được triển khai, chương trình năm nay tiếp tục thực hiện linh hoạt hiệu quả mục tiêu kép, đẩy mạnh các hoạt động phục hồi phát triển kinh tế xã hội, phục hồi sản xuất kinh doanh an toàn, thông suốt của doanh nghiệp trong điều kiện bình thường mới, kết nối hiệu quả giữa sản xuất và tiêu thụ, thúc đẩy tiêu dùng nội địa, thực hiện đồng bộ các giải pháp khai thông, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ thị trường trong nước, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử để tạo kênh tiêu thụ ổn định, thuận lợi, hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm tại địa phương đang có dịch bệnh diễn biến phức tạp, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Do cái bối cảnh dịch bệnh diễn ra hết sức phức tạp trong cái năm 2021. Chính vì vậy mà cái hoạt động thực hiện cái chương trình xúc tiến khuyến mại tập trung quốc gia thì cũng phải rất là linh hoạt. Đặc biệt là năm nay thì cái công tác chuẩn bị thì về phía Bộ Công Thương thì cũng đã phối hợp với các cái kênh truyền thông để thông tin cho đến người dân và doanh nghiệp được thực hiện thì chúng tôi đánh giá rằng là rộng hơn và sâu hơn, có hiệu quả hơn cho doanh nghiệp cũng như là người dân. Thông qua cái chương trình của năm 2021 này thì cũng là góp phần thực hiện các cái nghị quyết của chính phủ cũng như là chủ trương của Đảng và Nhà nước trong cái việc mà mục tiêu kép góp phần là phục hồi kinh tế cho các doanh nghiệp cũng như là tăng lại sức mua cho người tiêu dùng. Tháng khuyến mại tập trung quốc gia Việt Nam Grand Sale 2021 được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, kết hợp các hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử để tạo sức lan tỏa và thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên mọi lĩnh vực. Qua đây, các doanh nghiệp sẽ chủ động thực hiện nhiều hoạt động khuyến mại với nội dung đa dạng, hấp dẫn để người tiêu dùng mua sắm được những sản phẩm hàng hóa, dịch vụ bảo đảm chất lượng, giá cả phù hợp. Các chương trình khuyến mại giảm giá sâu tập trung vào các ngành hàng như may mặc, hàng tiêu dùng, điện máy, điện tử, thông qua hệ thống siêu thị, hệ thống bán lẻ và sàn giao dịch thương mại điện tử. Đặc biệt, hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và giảm giá tối đa đối với hàng hóa dịch vụ được khuyến mại là 100%. Tham gia tháng khuyến mại, các doanh nghiệp đã chủ động xây dựng những hoạt động khuyến mại với nội dung hình thức đa dạng, hấp dẫn với tiêu chí đưa đến người tiêu dùng những cơ hội tiếp cận với hàng hóa, dịch vụ bảo đảm chất lượng, giá cả phù hợp. MB liên tục tung ra các cái chương trình cũng như là các cái tính năng để cho khách hàng có thể tiếp cận được cái sản phẩm số này một cách là dễ dàng và linh hoạt nhất. Cụ thể như là hiện tại hoàn toàn là các hình thức đăng ký mở tài khoản của khách hàng MB Bank, MB là thông qua là cái việc là tải app MB Bank và eKYC. Do vậy chỉ chưa đầy một phút thôi là khách hàng đã có thể mở được tài khoản online trực tiếp, đồng thời nó có thể mở được thẻ tín dụng và tích hợp chi tiêu online đầy đủ. MB luôn luôn có các cái chương trình khuyến mãi cho khách hàng khi thanh toán mua bán online trên các sàn giao dịch thương mại điện tử. Đồng thời có cái chính sách về mặt tích điểm MB Star, tức là ở đây là gọi là hệ thống điểm loyalty cho khách hàng để khách hàng có thể dùng số điểm tích lũy này thanh toán mua bán online hoặc là đổi voucher. Bên cạnh đó thì MB Bank cũng có các cái chính sách, các chương trình về mặt là quay số trúng thưởng, bốc thăm trúng thưởng cho khách hàng liên tục khi mà sử dụng thanh toán thẻ tín dụng. Việt Nam Grand Sale 2021 được kỳ vọng sẽ giúp tạo hiệu ứng lan tỏa và thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc mọi lĩnh vực, ngành nghề kinh tế của Việt Nam, cũng như sự hưởng ứng của đông đảo khách hàng, người tiêu dùng trên cả nước. Bên cạnh đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc hướng dẫn, kiểm soát các hoạt động khuyến mại của doanh nghiệp cũng sẽ góp phần bảo đảm tính công khai, minh bạch, tuân thủ đầy đủ các quy định về thủ tục hành chính và của pháp luật, góp phần bảo đảm hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp cũng như quyền lợi của người tiêu dùng.
Chương trình năm nay có thêm cơ sở thực tiễn để tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất với cơ quan chức năng có thẩm quyền, ban hành các chính sách hấp dẫn, hiệu quả hơn nữa, hỗ trợ cho doanh nghiệp tham gia chương trình khuyến mại tập trung quốc gia trong thời gian tới.